cùng mình check hình nền điện thoại của các thành viên trong Arsenal nhé. Ủa gì vậy, gì vậy? Ủa cái gì vậy? Cái gì đó, đó chót vậy? Thẻ xanh xưa rồi, anh là thẻ đỏ, nhìn là biết đã F0 rồi, ra đường bao sạch. Wow. Ba mũi nha mọi người. Bao sạch. Bao sạch. Em hay dùng hình nền điện thoại để nhắc bản thân làm những điều mình hay quên, làm tắt trước khi đi làm. Minh Anh, màn hình nền của em đâu? Oh hi, welcome back to check màn hình nền của Mr. Anh as let's try. Đừng nghiệp vì sẽ bị quật. Không thôi, màn hình nền em đâu? Em làm gì có tiền mà mua điện thoại, em chỉ xài chiếc Nokia này thôi. Kiên, hình nền điện thoại đâu? Xin chào tất cả các bạn, mình là Liêm đẹp trai 12 cá tính 72 phép thần thông.